Thưa quý vị, lần đầu thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt tour du lịch đêm, đưa du khách khám phá điểm đến lịch sử, thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe ở quận 1. Hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu tour mới này thú vị như thế nào trong điểm hẹn phương Nam ngày hôm nay. Điểm đến đầu tiên của tour quận 1 sắc màu đêm chính là khách sạn Continental Sài Gòn, nơi mang dấu ấn lịch sử Sài Gòn với kiến trúc được giữ hầu như là nguyên vẹn. Du khách được check-in và nghe thuyết minh về những bức ảnh tư liệu về quá trình hình thành Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 300 năm. Sau đó tản bộ đến nhà hát thành phố, công trình có kiến trúc mang đậm phong cách Gothic. Thưởng thức chương trình nghệ thuật A Ố Sô. Tiếp tục hành trình trải nghiệm là tham quan đời sống mua bán về đêm tại chợ Bến Thành và thưởng thức ly chè mát lạnh. Ghé chợ Bến Thành để ăn một ly chè buổi tối thực sự là cô rất là thú vị, bởi vì lần đầu tiên mình được ăn một ly chè vào một buổi tối mà xung quanh thì đèn điện sáng trưng, cũng giống như là nhìn nó cũng sáng, ánh sáng của ban ngày khác mà ánh sáng của ban đêm khác, cô thấy ánh sáng ban đêm nó lung linh quá, đẹp quá. Tour giúp du khách tìm hiểu quận 1 về đêm khác biệt, cổ kính xen lẫn hiện đại với 4 nội dung trải nghiệm gồm tìm hiểu văn hóa lịch sử, thưởng thức chương trình giải trí nghệ thuật, tham quan kết hợp mua sắm, trải nghiệm ẩm thực đêm và hoạt động chăm sóc sức khỏe. Hiện tour mở bán với mức giá khoảng 1,6 triệu đồng, lịch trình bắt đầu từ 17:40, kết thúc lúc 22:00. Quảng bá và giới thiệu đến khách hàng trong nước cũng như khách hàng quốc tế trong thời gian sắp tới, như là một cái sản phẩm du lịch tour đêm đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi kỳ vọng là sản phẩm này là sẽ được sự đón nhận cũng như là thu hút rất là nhiều khách quốc tế cũng như trong nước. Tăng cường thêm trong cái chuyện là phối hợp với các cái công ty lữ hành để quảng bá thêm các cái tour du lịch này đến cho nhiều công ty lữ hành hơn cùng khai thác và giới thiệu hơn đến những du khách, kể cả khách quốc tế. Quận 1 được ví như trái tim của thành phố Hồ Chí Minh, là địa phương trọng điểm về phát triển du lịch với thế mạnh về cơ sở lưu trú, ăn uống. Việc công bố sản phẩm du lịch đặc trưng quận 1 sắc màu đêm sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố và nâng số lượng chương trình du lịch đặc trưng lên 60 chương trình.